Chào bạn, chào mừng bạn lại quay trở lại với CAD Radio, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự vào 20 giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu, và chủ nhật là chuỗi clip chủ nhật cùng CAD độc quyền trên YouTube bạn nhé. Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã dành thời gian đến đây và nghe tôi chia sẻ những cái bài học từ bản thân mình cũng như là tâm sự đồng cảm với nhau về mặt cảm xúc hen. Không biết là ngày hôm nay của bạn như thế nào, có suôn sẻ, có vui vẻ hay không? Và ngay lúc này, tại thời điểm này, bạn đã có thể yên tâm ngồi nghe tỉ tê một chút xíu về cuộc sống cũng như là mọi điều vừa trải qua sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì tôi hy vọng tất cả những gì thuận lợi nhất, những gì vui vẻ nhất sẽ đến với cuộc sống của bạn nghe. Rồi, không vòng vèo nhiều nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự về một cái chủ đề mà mới hôm qua thôi tôi vừa trải qua luôn các bạn. Đó là tránh tranh cãi. Bạn ơi, trong cuộc sống tôi biết là chúng ta sẽ gặp nhiều cái va chạm, nhiều cái điều không được may mắn, hay là nhiều khi cái chuyện đâu đâu nó xảy đến với mình, làm cho cái tâm trạng của mình cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và bực dọc vô cùng. Đôi khi mình không có kiếm chuyện với ai hết, nhưng mà người ta cứ kiếm chuyện với mình. Và đôi khi mình chỉ muốn yên lặng làm cái công việc của mình, yên lặng sống cái cuộc đời của mình, nhưng mà đâu có được. Cuộc đời này như là miếng thịt ba rọi đó các bạn, có mỡ, có nạc, có da, nó sẽ là nhiều phần và đang xen lại với nhau. Vì vậy là chúng ta phải chấp nhận được những điều mà đôi khi chúng ta rất là ghét và không ưa nữa. Mà một trong những điều đó tôi thường hay gặp phải đó là cái sự tranh cãi, tranh luận các bạn. Trong cái cuộc sống làm tác giả của mình, việc nêu ra quan điểm cá nhân cũng như là bày tỏ những cái bài học mà mình rút ra được trong quá trình rèn luyện bản thân mình, tôi cũng gặp phải những cái va vấp cùng với những bạn đọc khác hoặc là tác giả khác, cũng như là những cái chiều tranh luận mà đôi khi mình thấy nó hết sức là vô lý và nó không cần thiết, nhưng mà nó vẫn xảy ra các bạn. Và cái việc chấp nhận và luồn lái nó theo cái ý của mình, làm sao cho cái cuộc sống nó quay về trạng thái cân bằng và yên bình, không đến mức khó chịu như theo ý của đối phương á, thì đây là một cái kỹ năng đòi hỏi mình phải rèn luyện, tập dượt mỗi ngày luôn các bạn ơi. Chúng ta suy cho cùng chỉ là những con người sống với cảm xúc thôi. Và cái sự tức giận, cái điều muốn tranh luận, muốn mình trở thành là một cái người thắng trong cái cuộc nói chuyện đó là một điều hết sức bình thường các bạn. Thật sự luôn, hồi xưa thì tôi hay tranh luận và giành thắng thua lắm. Trời ơi, tôi muốn thắng các bạn, tôi không có thích thua. Mà tôi cũng nghĩ có lẽ không ai chấp nhận được cái vị trí thua cuộc ở trong cuộc sống này đâu. Ai cũng muốn thắng hết. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, thắng thì chỉ có một thôi, đâu có thắng nhiều người được. Nhất là cái cuộc tranh luận một với một thì chắc chắn sẽ có một người thắng và một người thua, đúng không? Rồi người ta khích mình, người ta khích mình, người ta muốn mình làm theo ý người ta, hoặc là đơn giản là người ta muốn xem thử cái sự giận dữ của mình nó như thế nào. Có những người rất là vui các bạn, họ niềm vui của họ bắt nguồn từ sự giận dữ của người khác. Hả, mà người ta càng giận dữ, càng bực bội thì họ lại càng vui, lại càng đúng ý họ. Vậy nếu bạn trở nên khó chịu, cáu gắt, bực bội, nóng giận thì trúng ý người ta rồi, người ta được lợi rồi đúng không? Mà bây giờ mình lại không muốn thua nữa, bây giờ cái cách giải quyết nó là như thế nào để tránh khỏi cái trạng thái tiêu cực mà đối phương đem lại cho mình? Thì chỉ có một cách thôi các bạn, tránh tranh cãi nha. Những cái cuộc tranh cãi á, thì thường nó sẽ mang tính chất là hơn thua. Nó không phải là xây dựng, đa phần không phải là xây dựng để cả hai cùng phát triển, nói cho đối phương nhận rõ vấn đề. Có thể đôi khi á, lúc đầu các bạn khuyên người ta, các bạn muốn người ta tốt lên bằng cách là nói sâu vào cái khuyết điểm của họ, hoặc là góp ý quá nhiều vào cái việc mà họ đang làm, thì vô tình làm cho đối phương người ta khó chịu và người ta bực mình. Rồi người ta biết là cái điều bạn nói là đúng chứ không phải sai, nhưng mà vì cái tôi của người ta, vì cái việc mà người ta đang làm, vì cái trách nhiệm của người ta, nên người ta phản bác lại bạn. Tôi như vậy đó, tôi thích như vậy, tôi muốn như vậy đó, và tôi cảm thấy tôi đúng. Bạn nói như vậy là bạn không có được. Rồi bắt đầu hai bên cãi qua cãi lại, không, tao thấy vậy mới đúng nè. Cái bắt đầu bạn, không, tao thấy vậy mới đúng nè. Hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng ôm bực vào người,
không có được kết quả gì hết, và mỗi người mỗi quan điểm, không ai nhường ai hết các bạn. Rồi cái cả một ngày đó đôi khi phá hủy bởi một cuộc cãi lộn ngang xương, ở đầu rơi xuống đầu mình. Nó quá là lãng phí thời gian luôn các bạn. Vậy thì cái cách mà chúng ta tránh tranh cãi là gì các bạn biết không? Đây là cách tôi áp dụng nha, có thể là sẽ phù hợp với một số bạn hoặc là không phù hợp. Thì tôi sẽ nhận định cái cuộc tranh cãi đó là để góp ý xây dựng, hay là chỉ đơn giản rằng đối phương muốn chứng minh rằng họ đúng, chứ họ không quan tâm cái việc là mình có tốt lên hay không, hoặc là mình sẽ sửa sai như thế nào. Đó thì sẽ có hai ý. Thì đối với những cuộc tranh luận đơn giản chỉ là muốn thắng thua, thắng được cây tôi của họ, đó họ cảm thấy họ thắng là họ hả hê, thì thôi tôi sẽ chọn cách nhường cho họ thắng luôn ngay từ đầu các bạn. Có những bạn khiêu khích bằng cách là nếu mà bạn không làm như vậy là bạn thua tôi rồi. Thì tôi cảm thấy cái cuộc tranh luận này nó vô bổ nè. Và cái người mà đang tranh luận với tôi họ cũng không cùng cái suy nghĩ giống như mình. Tại vì đơn giản là họ muốn thắng thua thôi, và họ muốn khích mình làm theo cái điều của họ. Thì tôi đơn giản tôi sẽ nhường. Đúng rồi, bạn thắng, chúc mừng bạn, bạn đã thắng rồi, tôi chọn làm người thua. Vậy nha, đơn giản thôi các bạn. Và như vậy thì cái cuộc tranh luận nó dừng ngay lập tức lúc đó luôn. Tại vì cái mục tiêu của họ là họ muốn thắng và họ đã đạt được rồi, thì còn lý do gì để tranh luận nữa đâu. Họ đâu phải là muốn tốt cho mình đâu mà họ tranh luận hoài, đúng không? Thì như vậy là kết thúc được một cái cuộc tranh cãi vô bổ sắp diễn ra. Đó là cái cách tôi đã làm, và tôi phải gọi là rèn luyện, tập dượt nhiều lần, nhiều người và nhiều ngày thì mới có thể làm được điều đó. Chứ lúc đầu tôi vẫn thắng thua dữ lắm. Hả, mà nói câu đó là tôi sẽ soạn ra một trang dài để tôi chuẩn bị tôi phản bác lại. Nhưng rồi ngày qua ngày các bạn tập dượt, soạn ra cho đã, xong rồi không có gửi. Soạn cho đã cái nư vậy thôi, xong rồi tôi xóa. Tôi cứ soạn rồi tôi xóa cho tới lúc tôi cảm thấy mình đã nhẹ nhõm hơn. Viết ra một cái gì đó là cách để giải tỏa cảm xúc đó các bạn. Dẫu là đang vui, đang buồn hay là đang giận, chúng ta cứ viết ra, nhưng mà chúng ta đừng có gửi liền. Gửi liền là chết, gửi liền là đúng ý đối phương, gửi liền là mình đã rơi vào cái trạng thái tiêu cực đó các bạn. Viết ra cho thoải mái xong rồi xóa. Xong đến cuối cùng tôi chọn gửi một cái câu đó là: đúng rồi, bạn đã thắng rồi, tôi chọn làm người thua, chúc mừng bạn. Vậy là hết, kết thúc một câu chuyện. Và chắc chắn rằng tôi sẽ cảm thấy thoải mái cũng như là ngủ ngon khi mà mình không bắt đầu một cái cuộc tranh luận mà nó vô bổ, nó không có ý nghĩa gì hết. Mất thời gian của mình để mình làm những thời gian khác như là đọc sách nè, hoặc là mình viết ra những cái điều mà mình cần làm vào ngày mai chẳng hạn đó. Nhất là tâm trạng cuối ngày các bạn phải nuôi dưỡng nó thật là tốt nha. Trước khi đi ngủ mà các bạn bực mình hoặc là các bạn cảm thấy tiêu cực là ngày mai có thể có khả năng các bạn lại tiêu cực, lại khó chịu, lại cái kiểu mà tôi buồn không biết vì sao tôi buồn đó, nguy hiểm lắm. Vậy nên cái thời gian, cái khung gian mà lúc trước khi đi ngủ rất quan trọng, các bạn hãy biết cách bảo vệ nó nha. Rồi tiếp theo là cái ý thứ hai, có nghĩa là những cái cuộc tranh luận mà mang tính chất xây dựng, không quá nhiều đến thắng thua. Tức là đối phương sẵn sàng nghe ý kiến của bạn, rồi bạn cũng sẵn sàng nghe ý kiến của đối phương, tuy là hai bên trái nghịch với nhau và chắc chắn sẽ có một cái bên nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà lúc này chúng ta nên chọn một cái, đó là mình nhường một bước thì trời cao biển rộng đó các bạn. Là mình hãy nghe người ta nói trước cái quan điểm của người ta, và đứng ở góc nhìn của người ta mà nhận xét. Ví dụ ở góc độ của người ta, người ta cảm thấy như vậy như vậy, còn ở góc độ của mình thì không cảm thấy như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc tranh luận đó mình chịu khó một chút các bạn, mình đứng vào góc độ của đối phương, mình nhìn nhận vấn đề. Có đúng là như bạn này nói nếu mình ở vị trí của bạn hay không? Nếu mà đúng thì bạn đâu có sai đâu các bạn. Là do chúng ta đứng ở góc độ đối diện nhau, trái nghịch nhau, nên cái vấn đề đó chúng ta không cảm nhận được như nhau mà thôi. Thì mình cứ nói nếu mà ở vị trí của bạn thì đúng là như vậy, nhưng ở vị trí của tôi cảm thấy như thế này đúng hơn. Thì chúng ta không có ai đúng ai sai trong trường hợp này cả. Nó tùy thuộc vào góc nhìn và hoàn cảnh mới ra được một cái nhận định vấn đề. Và khi mà các bạn nói tình nói lý như vậy thì tôi nghĩ là không có ai đành lòng mà người ta dùng những cái từ ngữ bực bội cục xúc với các bạn được, mà người ta sẽ cũng đứng lại vị trí của bạn mà nhìn,
bạn đã làm trước cái điều đó rồi thì họ thấy ok, họ cũng sẽ làm điều ngược lại giống như vậy. Và từ đó, từ một cái cuộc tranh luận, chúng ta lại trở thành một cái cuộc đàm đạo, một cái cuộc nói chuyện nhẹ nhàng hơn, và không cần ai đúng ai sai, chỉ cần đối phương một chút gì đó đồng cảm với cái quan điểm của mình đã là đủ rồi các bạn. Đã có nhiều cuộc tranh luận tôi hóa giải bằng cách đó. Và đến cuối cùng thì từ một cái người cãi cọ thì tôi lại có thêm nhiều bạn bè. Và đây á, là hai cái cách mà tôi đã áp dụng cho hai cái trường hợp trong cái việc tranh luận, tranh cãi. Và tôi tránh được những cái cuộc cãi lộn nó vô lý, nó mất thời gian các bạn. Nhất là cái việc mà chúng ta ngồi sau cái bàn phím và chúng ta gõ lạch cạch á. Tại vì chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm với những câu nói trên mạng xã hội của mình. Hoặc là có chịu trách nhiệm đó nhưng mà chưa đến lúc thôi. Đó, thì các bạn nên chú ý là ăn tiếng nói của mình, cái suy nghĩ của mình, cái nhận xét của mình. Thật ra như tôi đã nói rồi rất nhiều lần trước đó, những cái gì bạn nhìn, bạn nghe, bạn thấy, bạn tiếp xúc là cái cuộc đời của bạn về sau này. Nếu mà bây giờ trong đầu của bạn chỉ toàn những cái lời bực dọc, khó chịu, công kích đối phương, thì về sau cái cuộc đời của bạn cũng sẽ gặp những cái người y chang vậy á. Còn nếu bây giờ bạn tập cho mình, trong đầu của mình lúc nào cũng nói những cái từ ngữ nhẹ nhàng, dễ thương, an ủi, tốt lành, thì về sau bạn sẽ gặp được những người giống như vậy. Và bạn nghe được những cái từ ngữ dịu dàng, êm ái giống như vậy luôn. Thì cái điều mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta gây ra là giống như việc các bạn đang gieo mầm, gieo móng vậy đó. Cái hạt mầm đó nó nở lên cái cây có trái ngọt, xum xuê hoa lá tốt tươi thơm lừng á, thì sau này cái người hưởng là bạn. Còn nếu cái hạt mầm đó lại không có tốt, trở thành những cái cây nấm độc, những cái cây xương rồng làm tổn thương đến người khác, thì cái người bị tổn thương đầu tiên chính là các bạn đó. Tôi đã có một cái radio nói về cái sự nóng giận rồi, thì tôi sẽ gắn nó phía sau cái radio này để các bạn tiện theo dõi về cái sự nóng giận và tác hại của nó ha. Rồi tóm lại radio ngày hôm nay đó là chúng ta tránh tranh cãi để cuộc sống của mình có thể nhẹ nhàng, an yên hơn và bảo vệ được cái sự bình yên của mình vào những cái cuộc tranh cãi vô bổ. Hãy hướng nó trở thành một cái cuộc nói chuyện đàm đạo nhẹ nhàng thôi. Cuộc sống của các bạn không có nhiều thời gian để tranh cãi đâu. Nhất là những cuộc tranh cãi nó chỉ mang tính chất đúng sai để làm cho cái tôi của mình càng ngày càng lớn á các bạn. Không nên nha. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu nếu chúng ta biết cách đứng về phía đối phương để suy nghĩ và tránh đi cái sự tranh cãi không đáng có. Rồi, hy vọng ngày hôm nay sau khi nghe đến đây thì các bạn cũng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút và có thêm nhiều hướng đi cho những cái cuộc tranh cãi đã qua hay là sắp tới của mình hen. Cảm ơn các bạn thật nhiều và nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để chúng ta gặp nhau vào 20 giờ mỗi tối nha. Rồi, chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye!